Hello, chào mừng tất cả các bạn đã đến với channel YouTube Tô Màu Bức Tranh này của mình. Bức tranh ngày hôm nay mà mình đã chuẩn bị và cùng với Tô Màu đó là một chú chuột cầm một cái tắt nha. Và hãy theo dõi hết video để xem mình quá trình Tô Màu. Đúng rồi, đúng rồi. Mình sẽ tô màu cho chú chuột này là màu xám. Em xin. Phần đầu thì mình sẽ sử dụng màu vàng à. Phần đuôi thì mình sẽ sử dụng một ít màu xanh. Thank you.
và bức tranh về chú chuột đang cầm đôi tất này đã được mình hoàn thành. Rồi nào, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video tô màu cho bức tranh này của mình. Hãy ấn like, ấn đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo trên kênh YouTube của mình. Bye bye.